Hey yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá, là mình đây Phú Trần. Ôi trời ơi, lâu lắm rồi mình mới có một cái video test về hiệu năng ở trên điện thoại nha. Bởi vì là ở trên kênh Sun Sale và đánh giá ấy, tất cả những video test game bạn đại công nghệ đã lo hết rồi. Và như tiêu đề của video thôi, ngày hôm nay mình sẽ test lại một chút về cái hiệu năng trên iPhone 13 và đang chạy cái giao diện iOS 16 nha. Đây là cái giao diện mới nhất trên iPhone. Đây, các bạn có nhìn nha. Rồi, đây, đó, iOS 16 20A362, iPhone 13 chính hãng các bạn nhé. Và trong quá trình mình chơi, mình cũng sẽ chia sẻ về cái cảm nhận của mình về iPhone 13. Mình sử dụng được khoảng đâu đó là 3 tháng, hơn 3 tháng rồi, cũng như là cái dòng sản phẩm bộ lineup iPhone 14 năm nay nhá, xem nó có cái gì và cảm nhận của mình như thế nào. Ok, vào về thôi. Các bạn ơi, các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Như thường lệ, mình sẽ cho các bạn xem cái phần trăm pin. Hiện tại là 88% và mình sẽ để độ sáng tầm khoảng 70% thôi ha. Ok, vào việc luôn. Chơi hai tựa game nhá, là PUBG Mobile và Genshin Impact. Vào PUBG trước đi. Trời, lâu lắm rồi không chơi các bạn ạ, để không biết chơi như nào đây. Trong phần đồ họa PUBG Mobile, mình sẽ chơi ở mức HDR cực độ nhá, nhiều màu và khởi răng cưa 2x. Ok chưa? Ở đây nó có cả Ultra HD nữa, nhưng mà thôi, nặng quá, mình chơi HDR cực độ thôi là vừa rồi nhá. Apple A15 Bionic mà các bạn, như thế hợp lý rồi. Khi mà chơi với đồ họa như thế này, các bạn xác định là pin bùng các thứ nó sẽ tốn hơn khá là nhiều đấy. Đợi mình chút, mình tải cái map Nusa về. Ồ, Nusa có vẻ map hẹp nhờ. Có 1 km thôi thì bắn đỉnh, ối dồi luôn đấy. Lâu lắm rồi không chơi, anh em thông cảm, mình chơi hơi bị gà đấy. Đừng mà chửi bảo là chơi gà, mệt lắm. Bởi vì mình có chơi bao giờ đâu, rất hiếm chơi luôn. Đợt này cũng bận ý, không chơi game được nhiều để cày. À quên, phần trăm pin hiện tại này, các bạn nhìn nhá, 84%, ok chưa? Và mình chơi với 4G đấy. Đâu rồi? Ok. Đợi mình chút, mình chỉnh lại cái nút đã. Quên mất, mình không có bảo các bạn là với cái phiên bản iOS 16 hay thậm chí là iOS 15.6 ấy, thì FPS ở trên iPhone mình không đo được nhá. Thì các bạn thông cảm, mình chỉ chơi xem là có độ giật lag hay là có nóng quá hay không thôi ha. Về cái trải nghiệm của mình sử dụng iPhone 13 được khoảng hơn 3 tháng thì mình thấy nó vẫn ngon nha. Nó không có gì mà phải lăn tăn cả. Kể cả bây giờ các bạn mua iPhone 14 cũng thế thôi. Bây giờ mà có nâng cấp lên iPhone 14 Pro hay 14 Pro Max thì nó xứng đáng. Chứ dùng iPhone 14 thì thôi nhá, không nên nâng cấp lên. iPhone 13 chụp ảnh thiếu sáng thực sự nó cực kỳ ngon luôn các bạn ạ. Kiểu nó được phần mềm nó xử lý, khi mà chụp xong thì nó sẽ mất khoảng vài giây để xử lý ảnh ban đêm nữa. Và màu sắc hiện lên độ chi tiết thứ cực kỳ ngon. Đây đây. Đủ. Trời ơi, bản app này nó nhanh hết quá. Thôi, mình chọn lyric nhá, cho nó rộng rộng tí. Ok, sang trận tiếp theo các bạn nhá. Đây là mình vẫn đang để đồng hồ chạy chứ không có tắt đi đâu. Bởi vì là đây nó đang theo một cái quá trình mình chơi mà, chứ không phải là khi nào mới chơi. Kể cả mình tính lúc mình đang đợi vào trận hay là ở trong game, mình vẫn tính như thường nhá. Các bạn cảm thấy thế nào về cái lineup iPhone 14 năm nay? Như mình thì mình đặc biệt ấn tượng là iPhone 14 Pro chứ không phải là 14 Pro Max nhá. Đấy, bởi vì là như mình có chia sẻ ở rất nhiều video trước là mình thích những sản phẩm nó nhỏ gọn vừa tay thôi, chứ không cần nó to quá, bởi vì cầm nó nặng. Tiếc nhỉ, không có đo được FPS cho các bạn xem thử. Ui giời ôi. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Xong xong rồi, cụ đi rồi. Cụ đi chân lạnh toát rồi. Mình chơi được khoảng gần 12 phút nhá. Ok chưa? Hiện tại phần trăm pin nó còn bao nhiêu? 79%. Xem giảm độ sáng không ha. À, độ sáng vẫn còn ngon, không bị giảm nha. Nhiệt độ mặt trước nó rơi vào khoảng 38 độ, nhiệt độ mặt sau khoảng 38 độ, hơn 38 độ các bạn nhá. Mình bắt đầu bấm giờ với Genshin các bạn ha. Ok, trong cái phần đồ họa của Genshin này các bạn, mình để ở mức đồ họa cực cao. Cao nhất đi, lo gì. 60fps. Và tắt motion blur nha. Ok. Tiếc là cái tài khoản của mình chưa mở được cái map Sumaru, các bạn thông cảm nhá. Mở loa to lên một chút. À quên, cập nhật tình hình một chút về cái pin trên iOS 16 này. Úi giời, giật cả mình. Ờ,
Mình có thấy pin trên iOS 16 nó trâu hơn. Trâu hơn nhá, bình thường mình có sử dụng, mình xài đến buổi sáng tầm khoảng 9 giờ buổi sáng ở trên công ty ấy, mình sẽ sạc. Đau. Và đến buổi tối mình sử dụng tầm khoảng đêm ấy, hết đêm nhá, thì nó rơi vào khoảng còn 20% mình mới sạc thêm thôi. Đó. Đấy, cái đau. Trưởng đẹp thật. Lâu không cày game ấy, nhân vật bây giờ nhìn hơi yếu. À, nói một chút về cái laptop ở trên iPhone 14 series năm nay nhá. Mình thấy là về cái đặc biệt nhất vẫn là Island, Dynamic Island thôi. Nhờ, nó thực sự là một cải tiến, mặc dù nó không phải quá lớn. Nhiều hãng Android đã có cái màn hình kiểu như thế rồi, chỉ là không trang bị cái phần mềm ở trong cái phần đấy thôi. Nếu mà với nhu cầu các bạn chỉ đơn giản là sử dụng bình thường, cơ bản nghe gọi giải trí bình thường mà không quan trọng nhiều về tính năng ấy, thì iPhone 13 như này nó vẫn là một chiếc iPhone ngon mà. Sử dụng 6-7 năm nữa là chuyện bình thường. Cái lý do chắc chắn mình sẽ đổi lên iPhone 14 Pro là về cái màn hình. Đặc biệt một cái đấy thôi, còn lại nếu mà tay thỏ như các năm thì thôi, khỏi cần nâng cấp. Giời, né được. Nè. Trời ơi. Biết là cái khiên không đánh được lâu, nhưng mà với trưởng như thế này thì vẫn có thể xử lý tốt được con này, không phải lo. Vẫn đi như thường. Một cái câu hỏi đặt ra nữa là với Android đi, các hãng đua nhau về công nghệ đúng không, như về camera chẳng hạn, 108 chấm, 200 chấm, rất là nhiều. Nhưng mà với iPhone, đến tận iPhone 14 series nhá, nó mới có 48 chấm thôi các bạn. 48 chấm thôi nhưng mà nó gánh tất cả luôn. Apple trước là một công ty phần mềm mà, chứ không phải là công ty phần cứng, nên là sẽ tập trung khá là nhiều về phần mềm nữa. Kể cả bây giờ những cái mẫu điện thoại Android ấy, mặc dù cái phần cứng rất là mạnh nhưng mà về cái phần mềm xử lý nó không được ngon. Thành ra thì về cái công nghệ chụp ảnh, ui dồi, cô phải dùng đến con này rồi các bạn. Đấy, mình đang chia sẻ về cái phần liên quan đến phần cứng và phần mềm ở hai hãng điện thoại khác nhau ấy, Android. iOS gần như là một mình một vương quốc rồi các bạn. Cái sóng eSIM ở Việt Nam nó vẫn còn quá chập chờn luôn. Bây giờ eSIM về sử dụng nhiều khi có vùng có vùng không ấy, các bạn sẽ hơi khó chịu một tí. Có một câu hỏi cho các bạn nha, các bạn có thể comment ở bên dưới. Tại sao Apple lại không làm gaming phone các bạn? Anh em nào biết và cái quan điểm của các bạn có thể nêu ở dưới nhá. Tại sao Apple lại không làm gaming phone? Hay không? Trong khi bây giờ về cái phần cứng hay là về cái phần mềm nó đi song song với nhau trên Apple ấy, nó là quá ngon rồi. Nhưng Apple vẫn không làm, kể cả màn hình gập nữa cũng chưa thấy Apple làm. Đi rồi, cụ đi rồi. Đi này. Mình tạm dừng nhá, đo nhiệt độ thử xem sao. Nhiệt độ mặt trước rơi vào khoảng 41,5 độ, mặt sau là 44 độ. Cũng nóng đấy chứ mày đùa đâu. Khung viền 41 độ. Vừa rồi là video mình có test hiệu đăng trên iPhone 13. Thì trong quá trình mình chơi nhá, cái độ giật lag mình không cảm nhận được, bởi vì nó mượt quá. Apple A15 Bionic thực sự vẫn là một chip nó siêu mạnh luôn. Và cũng như là một vài cái chia sẻ của mình với những dòng iPhone 14 series năm nay, nói chung là cũng ok đúng không. Một vài tính năng như kiểu là ở đây màn hình khóa thông báo mới này cũng ok mà, các bạn tùy chỉnh này, đây các phông các thứ rất là ngon nhá, đặt luôn thì để làm gì đấy. Hy vọng các bạn không chửi mình bán gà.
Rất mong các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh để mình có thể đưa ra được thật nhiều video hay ho và thú vị hơn nữa. Ngoài ra các bạn muốn mình làm gì thêm cứ để lại comment bên dưới nhé. Mình cảm thấy phù hợp thì mình sẽ làm hỗ trợ các bạn. Đó. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.